Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em Một người nô lệ bỏ trốn khỏi chủ của mình Đã vậy trước khi đi anh ta còn ăn cắp của người chủ một số tiền Để có chi phí trang trải trong cái hành trình bỏ trốn đó Sống trong một cái xã hội mà người ta coi những người nô lệ không khác gì Những con trâu, con bò, một cái món hàng hóa, một cái tài sản ở trong gia đình để rồi người chủ này có thể trao đổi với người chủ kia và thậm chí trong những lúc tức giận trong cái việc mà làm theo ý của mình người chủ thậm chí có thể giết người nô lệ mà không phải chịu bất kỳ một cái trách nhiệm về, về mặt pháp lý có chăng ông chỉ đánh mất một cái phần gia tài giá trị ở trong cái người nô lệ mà giờ phút này không còn giá trị nữa và rồi người nô lệ chạy trốn đó trong cái quá trình anh ta chạy, anh ta đã đến được thành Roma và gặp được sứ đồ Phaolô. Lúc này thì sứ đồ Phaolô đang ở trong cảnh tù tội. Và qua sự làm chứng đạo, qua những sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô, cái người nô lệ này đã được cải hóa và chấp nhận sứ điệp của tinh lành. Anh đã quyết định sống một đời sống mới ở trong Đức Chúa Giêsu. Và giờ phút này thì sứ đồ Phaolô khuyên rằng anh điều nên làm là quay trở lại với lại người chủ của mình trước đây thật ra đây là một hành động hết sức nguy hiểm là bởi vì trong sự tức giận trong sự không tha thứ trong trong cái, cái những cái yếu tố của con người người chủ có thể làm những điều mà có thể ảnh hưởng cho tới thân thể cũng như tính mạng của cái người đầy tớ này chính vì lý do đó mà sứ đồ phaolô gửi một lá thư cho cái người nô lệ này cầm về cho người chủ của mình với có mục đích là cầu xin cái người chủ Hãy tha thứ cho cái người nô lệ Đó chính là cái bối cảnh Của cái bức thư mà sứ đồ Phaolô Đã gửi cho Philemon Trong giờ học chung kinh thánh ngày hôm nay Xin với ông bà anh chị em cùng lật ở trong sách Philemon Để rồi chúng ta cùng Cùng đọc qua cái cái sách rất là ngắn chỉ có một đoạn kinh thánh thôi để rồi chúng ta hiểu được những gì mà sứ đồ Phaolô đã gửi gắm ở trong đó và quan trọng hơn chúng ta sẽ học được bài học gì về tình yêu và sự tha thứ. Sách Philemon câu số 1, Phaolô kẻ tù của Đức Chúa Giêsu Christ và Timothée anh em chúng ta gửi cho Philemon là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta. Một điều thú vị chúng ta nhìn thấy ở nơi đây đó chính là những cái bức thư mà ở trong thời của Kinh Thánh bao giờ tên của cái người gửi cũng đều được nhắc tới đầu tiên khác với cái thời chúng ta đang sống ngày hôm nay. Thường người ta viết xong lá thư người ta mới ký tên và viết tên của cái người gửi. Nhưng thời của Kinh Thánh ngay từ cái cái đầu tiên không phải là chỉ cái cách mà follow làm, chúng ta có thể đọc những cái lá thư mà Phierer rồi Gia Cơ, những những người sứ đồ khác khi họ viết thư cũng cùng một cái cách làm như vậy. Vậy đó mà từ câu số 1 tới câu số số 3 là những cái phần mở đầu. Từ câu số 4 cho tới câu số 7 là cái cách mà Phaolô đã dẫn đưa vào trong cái câu chuyện để là từ đó ông nêu ra cái lời thỉnh cầu của mình. Ở trong cái phần tựa chúng ta sẽ thấy đức tin và lòng thương yêu của Philemon. Câu số 4, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện vì nghe nói anh có lòng yêu thương. Với kinh nghiệm của nhiều năm đi hầu việc Chúa, và ác hẳn không ít lần sứ đồ phô lô đã đứng ra để hòa giải sự xích mích, sự bất đồng giữa các nhóm với nhau, giữa những nhân con người ở trong cùng một hội thánh với nhau. Và vào phút này với cái trọng trách rất quan trọng để ông viết cái lá thư này, ông đã xoáy vào cái yếu tố tình yêu. Ý của sứ đồ phô lô là ông đã nghe nói rất nhiều về tình yêu thương, về lòng yêu thương của Philemon và giờ phút này ông muốn nhìn thấy một lần nữa cái lòng yêu thương đó được thể hiện qua cái việc mà sẽ tha thứ cho cái người đầy tớ của mình. Câu số 7, vả hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh vì nhờ anh và lòng của các thánh đồ được yên ủi. Cho đó mà một lần nữa sứ đồ Phaolô lại nhắc tới lòng yêu thương của Philemon và không phải chỉ như vậy ở công châu số 8. Vậy nên giàu vậy trong đấng Christ tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm. Với tư cách là một sứ đồ, đương nhiên sứ đồ lô có quyền để phán dặn cho Philemon chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cái gì được và cái gì không được. Do đó mà ông nói, nhưng mà ông đã thể hiện rằng ông không có muốn dùng cái cái thẩm quyền rao giảng tinh lành ở nơi đây ở trong câu 9 xong vì lòng yêu thương của anh nên tôi nài sinh thì hơn Ông không dùng quyền hành của mình Ông đặt cược tất cả mọi sự Nơi lòng yêu thương của Philemon Và rồi Paulo nêu một ít về cái hoàn cảnh hiện tại của ông Tôi Paulo đã già rồi Hiện nay lại vì Đức Chúa Giêsu Christ chịu tù nữa Chúng ta thử tưởng tượng mình nhận được một lá thư Của cái người mục sư lớn tuổi của chúng ta cái người đi hầu việc Chúa đã dành cả cuộc đời để đi hầu việc Ngài Và giờ phút này đang chịu cái cảnh tù tội Ở trong nơi ngục thất Viết một lá thư để xin thỉnh nguyện Để vang nài chúng ta một điều nào đó Liệu chúng ta có đủ gọi là lạnh lùng để từ chối cái lời van xin đó hay không Ở trong câu số 10 là lúc mà sứ đồ Phaolô đã nêu ra lý do tại sao mà ông viết lá thư này tôi vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích tức là Onesim mà nài sinh ông ông không phải sinh cho một cái người nô lệ bình thường nào đó ông sinh cho Onesim mà giờ phút này ông đã nhận Onesim như là đứa con tinh thần của mình do đó mà follow đã nhấn mạnh về cái cái lòng yêu thương của Philemon ông cũng nhấn mạnh cái yếu tố về cái mối quan hệ giữa ông và cái người nô lệ này một điểm rất thú vị vì cái khi mà dịch qua tiếng Anh rồi dịch qua tiếng Việt nó không còn mang cái ý nghĩa gốc ban đầu nữa. Thật ra đối với cái văn hóa của Hebrew, văn hóa của Kinh Thánh thì tên gọi của một người là hết sức quan trọng. Bởi vì nó không phải chỉ là cái tên mà cha mẹ đặt cho người đó. Mà đối với thời của Kinh Thánh, cái tên gọi nó tựa như là cả cuộc đời. Do đó mà việc mà sống đúng với cái tên gọi của mình Sống đúng với cái ý nghĩa cuộc đời của mình Như những gì mà cha mẹ mong muốn Là điều mà tất cả mọi người Hebrew đều cố gắng để thực hiện Chữ Onesim ở trong cái tiếng gốc có nghĩa là một cái người rất có ích Và mình đọc ở trong câu số 10 và câu số 11 mình sẽ thấy Ngày trước người không ít gì cho anh Nhưng bây giờ sẽ ít lắm và cũng ít cho tôi nữa Do đó mà thật ra kinh thánh tiếng Việt của chúng ta thì Ở trong câu số 10 thì nhắc tới Onesim Câu số 11 thì mình đã chuyển qua thành là Người có ích Rồi rất có ích Nhưng mà thật ra ở trong cái bản gốc thì giống như là Câu số 10 là ông này tên là Onesim Ngày trước sống không đúng Với cái chữ Onesim của mình Nhưng mà giờ phút này Sau khi đã gặp sứ đồ phao lô Và giờ phút này khi trở về đây Ông thật sự sống đúng Với cái tên gọi Onesim của mình Ý của sứ đồ Phaolô Vang nài Philemon là hãy cho Onesim Cái người tôi tớ đó Một cái cơ hội để sống Đúng với lại cái tên gọi Của ông Đây chính là những gì mà Đức Chúa Giêsu Đã làm cho mỗi chúng ta Mỗi chúng ta đều là những con trai Con gái của Đức Chúa Trời Nhưng mà rồi vì chúng ta sanh ra Và lớn lên trong một cái thế giới tội lỗi Chúng ta sanh ra và lớn lên trong một cái nơi mà đã ở dưới cái sự bao trùm của ma quỷ và sự kiểm soát của sa tăng. Nhưng chính vì Đức Chúa Giêsu vì sự yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho con người, Đức Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá để rồi mỗi người trong chúng ta, mỗi quý ông bạn anh chị em cũng như chính mình tôi, chúng ta được một cơ hội để sống lại một đời sống mới đúng với lại cái thân phận của chúng ta, đúng với cái tên gọi của chúng ta là những con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Và một trong những cái cái bổn phận đó chính là chúng ta phải sống đúng với là cái tên gọi là cơ đốc nhân là những người chọn Đức Chúa Giêsu đi theo Ngài. Chúng ta sống đúng với lại cái hình mẫu là Đức Chúa Giêsu đấng Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin của chúng ta. Câu số 13 Tôi vốn muốn cầm người ở lại cùng tôi Đặng thế cho anh mà giúp việc tôi Trong cơn vì tinh lành chịu xiền xích Nhưng tôi không muốn làm điều gì Mà chưa được anh đồng ý Hầu cho điều lành anh sẽ làm Chẳng phải bởi ép buộc Bèn là bởi lòng thành vả có lẽ người đã tạm xa cách anh Cốt để anh nhận lấy người Mãi mãi Xin đồ phô lô đã nêu ra rằng hãy coi như cái chuyến mà cái hành trình mà Onisim đã bỏ ra bỏ đi khỏi nhà hãy coi như đó là một cái hành trình nó có ý nghĩa là bởi vì khi ông đi ông là một người xấu xa ông là một người không có sống đúng với lại cái bổn phận của mình nhưng khi ông trở về ông sẽ trở thành một con người mới và giờ phút này ở trong đây ghi là ông chỉ tạm xa cách thôi nhưng mà lần ông này trở về ông sẽ mãi mãi ở trong cái tình ở trong cái gia đình đó câu số 16 Không coi như tôi mọi nữa Nhưng coi hơn tôi mọi Coi như anh em yêu dấu Ở khúc này thì sứ đồ Phaolô đã nhắc một ý nhỏ ở trong đây Có thể Onesim vẫn là người nô lệ Người tôi mọi khi ông trở về nhà Philemon vẫn là người chủ Như trước đây Trước cái hành trình đó thì Philemon vẫn là chủ và Onesim vẫn là người tôi tớ sau cái đó sau cái hành trình đó với cái bức thư này thì không có cái gì thay đổi ở trong cái trật tự đó chính là Philemon vẫn là chủ và Onesim vẫn là người tôi tới chỉ có điều khác biệt đó chính là giờ phút này cả Philemon lẫn Onesim đều ở trong một đại gia đình của Đức Chúa Giêsu và giờ, và chính vì lý do đó mà họ đã trở thành những anh em ở trong cùng một đại gia đình Sứ đồ đã nhắc nhở Philemon về bổn phận mình phải đối xử như thế nào đối với những anh em ở trong cùng một gia đình. Câu số 17 có thể nói là một trong những câu mấu chốt ở trong bức thư này. Câu số 17 chính là một trong những câu mà tôi nghĩ rằng nó 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 mang rất nặng cái giá trị ở trong đó để rồi rất khó để Philemon có thể từ chối. Vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. Chúng ta nhìn thấy một cái cái một cái lời nói và nó rất là nặng ký ở nơi đây, tình bằng hữu của chúng ta bao nhiêu năm nay nếu như anh vẫn tiếp tục coi tôi là bạn anh thì đây hãy nhận lấy, hãy đón nhận cái người tôi tớ lầm lỗi mà giờ phút này đã biết ăn năn để quay trở về. Câu số 18 nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi thì hãy cứ kể cho tôi. Sứ đồ Phaolô không phải chỉ kêu Philemon hãy tha thứ bình thường. Ông biết rằng có những cái tổn thất liên quan tới cái mối quan hệ bị rạn nứt này. Nhưng ông đã khẳng định rằng ông sẽ đền bù những cái tổn thất về mặt vật chất đó Điều mà ông mong muốn đó chính là cái mối quan hệ về tình cảm Những thứ mà vật chất không thể nào mua được và chính vì lý do đó mà nó không nên xen vào cái sự hòa giải mà giờ phút này sư đồ Follow đang nỗ lực để mong muốn nhìn thấy điều đó xảy ra. Tôi câu 19 Phaolô chính tay tôi viết điều này sẽ trả cho anh. Còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến. Thật ra ông đã nhắc ở nơi đây rồi. Chúng ta biết rằng dựa vào câu kinh thánh này thì có nghĩa rằng cuộc đời của Philemon nếu như không có chức vụ của Phaolô, có lẽ ông cũng đã chìm đắm ở trong thế giới tội lỗi ở bên ngoài kia như bao nhiêu con người khác. Nhưng nhờ đời sống, nhờ chức vụ, nhờ những gì mà sứ đồ lô làm, Philemon mới tìm được ánh sáng lẽ thật. Do đó mà mà sư đồ follow nói rằng nếu như có thiệt hại về vật chất gì cứ kể cho tôi tôi sẽ thanh toán lại Nhưng mà đừng quên tôi đã cứu mạng của anh Không phải chỉ cứu mạng của anh ở trong cái đời này Mà tôi đã cứu mạng sống của anh ở trong cái sự sống đời đời Phải hỡi anh ước chi tôi nhận được sự vui vẻ này từ anh Trong Chúa anh hay làm cho tôi được thỏa lòng trong đấng Christ Tôi viết cho anh đã tin chắc anh hay vâng lời Biết anh sẽ làm quá sự tôi nói ở đây Ông đã kết thúc rằng tôi viết là viết như vậy thôi Tôi dặn dò là như vậy thôi cho tôi Với cái mối quan hệ tình cảm giữa hai chúng ta Với những cái tiếng tốt mà tôi được nghe nói về anh Tôi tin chắc rằng thậm chí anh còn làm nhiều hơn Những gì mà tôi nhắc đến ở trong bức thư này Sách Philemon chỉ kết thúc như vậy chúng ta không có được gọi là thêm thông tin để biết rằng sau khi philemon nhận được sách này nhận được cái bức thư này ông sẽ phản ứng như thế nào liệu ông có tha thứ cho cái người đầy tớ tên là onisim của mình hay không những phân đoạn kinh thánh còn lại sau đó của kinh thánh cũng không hề nhắc về cái sự kiện này do đó mà chúng ta hoàn toàn không có một cái sự chắc chắn gì về cái kết quả của bức thư này như thế nào nhưng có một điều hết sức quan trọng đó chính là việc mà cái bức thư này được sự soi dẫn của thánh linh để rồi có mặt ở trong quyển kinh thánh của chúng ta như là một cái lời ẩn ý rằng cái kết quả của nó đã rất tích cực và đó là lý do tại sao mà nó đã được ghi chép lại ở trong kinh thánh để cho chúng ta rút ra bài học và ẩn ở trong cái bức thư này chúng ta nhìn thấy ẩn ở trong đó nội dung toát yếu ra đó chính là bài học về sự tha thứ sống ở trong cái thế giới này sống giữa những con người đầy ấp những tội lỗi sống theo bản ngã mà bản thân chúng ta cũng là một trong những con người đó việc mà chúng ta bị những người khác làm tổn thương việc mà chúng ta gặp những người mà họ làm những điều mà chúng ta không hài lòng là điều không thể tránh khỏi và trong những cái hoàn cảnh như vậy chúng ta lại được gợi nhớ được nhắc nhở để chúng ta bày tỏ bài học về sự tha thứ trong hành trình đi hầu việc Chúa của mình. Có đôi lần tôi cũng gặp một số trường hợp. Có những người họ đã gặp gỡ tôi, họ đã tâm sự và họ kể những cái cái gọi là bi kịch ở trong cuộc đời của mình về sự rạn nứt của những mối quan hệ và có một vài lần tôi nghe những cái lời tâm sự đó kết thúc bằng một cái câu rằng cho dù có tới chết đi chăng nữa tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh A hay chị B đó. Khi nghe những cái lời như vậy Tôi luôn thầm nguyện ở trong lòng Và rồi tôi nhẹ nhàng ôn lại cái câu chuyện Về cái bức thư mà sứ đồ Phaolô đã gửi cho Philemon Thật ra chúng ta nhìn thấy Ở đây không phải chỉ giữa Phaolô, Philemon và Onesim Nếu như bức thư này mà chỉ là câu chuyện của ba người họ Thì nó đã không có ở trong quyển kinh thánh của chúng ta ngày hôm nay Nhưng sở dĩ khi kinh thánh có được Sách Philemon nằm đâu đó Ở trong cái phần cuối của kinh thánh tân ước của chúng ta là vì nó có liên quan đến chúng ta. Chúng ta biết rằng cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Thật ra Đức Chúa Trời mới chính là tác giả thật sự của cả quyển kinh thánh này. Chúng ta hãy tưởng tượng nếu như có ai đó làm một cái gì đó mà mình nghĩ rằng mình sẽ không thể nào tha thứ cho người đó được. Nếu có bao giờ quý ông bà anh chị em đối diện một trường hợp như vậy. Tôi muốn chúng ta đọc lại một lần nữa sách Philemon. Nhưng mà đọc với một cái tâm thế hoàn toàn khác. Chúng ta hãy tưởng tượng cái người gửi bức thư này không phải là Philemon mà là chính Đức Chúa Giêsu và cái người nhận cái bức thư này không phải là Philemon mà chính mỗi người trong chúng ta khi chúng ta thay chính tên của mình, cá nhân của mình vào trong một phần của bức thư này. Chúng ta hãy tưởng tượng khi chúng ta nhận một lá thư từ chính Cứu Chúa của mình và trong đó có ghi, vậy nếu ngươi coi ta là bạn hữu ngươi thì hãy nhận lấy người Hãy tha thứ người đó Thì liệu chúng ta có thể nào Nói không với lại đức thầy của mình Đấng đã sẵn sàng Vì yêu thương chúng ta Mà chấp nhận mọi khổ hình Thậm chí chấp nhận chết trên thập tự giá Để chuộc tội cho chúng ta Hay không Có những người hứa hẹn rất nhiều điều Nhưng họ không làm được Nhưng Đức Chúa Giêsu chúng ta biết rằng Ngài cam kết với chúng ta đó chính là Ngài sẽ đền bù đắp lại tất cả những tổn thất nào mà chúng ta thiệt hại khi chúng ta quyết định vâng theo lời Ngài, thực hiện theo như sự dạy dỗ của Chúa. Và điều quan trọng hơn, vì mỗi người trong chúng ta đã nhận được sự tha thứ lớn lao đến từ Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có bổn phận để rồi chúng ta cũng sẽ bày tỏ cái sự tha thứ đó cho những anh em đồng loại của mình. Khi chúng ta không biết tha thứ cho người khác Thật ra chúng ta đang tự mình cắt đứt con đường Để chúng ta có thể nhận được sự tha thứ đến từ Đức Chúa Trời Bản thân chúng ta không phải là người hoàn hảo Bản thân chúng ta vẫn đang mắc phải những cái sai lầm Ở trong cuộc sống hàng ngày của mình Bản thân chúng ta cũng đang cần đến những sự tha thứ Từ Đức Chúa Trời Và thậm chí từ những anh em đồng loại của mình và đó là lý do tại sao chỉ với lý do đó thôi cũng đủ để cho chúng ta cần phải bày tỏ sự cảm thông và sự tha thứ cho những người khác nữa do đó mà sách philemon đã kết thúc một cách mở có nghĩa là không cho chúng ta biết cái kết cục thật sự của nó như thế nào và thật ra mỗi người trong chúng ta có thể viết cái phần còn lại cái kết thúc của nó bằng chính cuộc đời của mình liệu chúng ta có sẵn sàng bày tỏ sự tha thứ cho người khác cũng như những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta hay không. Từ câu 22 trở đi, mới đọc qua tưởng chừng như là chỉ là những lời dặn dò, những cái lời nhắn nhủ, những cái sự tái bút ở trong một cái bức thư nào đó. Nhưng mà thật ra ẩn ở trong đây vẫn còn một ý nữa mà sứ đồ follow đề cập ở trong đó và tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến mỗi người trong chúng ta. Câu 22, nhân thể Hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi, vì tôi mong rằng nhờ anh em cầu nguyện sẽ được trở về cùng anh em. Mới đọc qua hệ tưởng chừng như Follow nói rằng khi nào mà gọi là ông ra khỏi tù thì ông ta sẽ tới để mà thăm Philibos. Do đó mà hãy chuẩn bị một cái nơi, nhọc cái nhà trọ, một cái nơi mà ông có thể trú lại vài ngày ở nơi đó. Cho tôi biết rằng thời của kinh thánh. Chúng ta không biết Phaolô bị cầm tù trong bao lâu và thật ra theo như cái trình tự mà sắp đặt kinh thánh ở nơi đây. Sách Philemon được đặt ở trong cái 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 cái, cái cách bố trí ở trong kinh thánh nó nằm ở cái phần cuối cuộc đời và chức vụ của sứ đồ Phaolô. Ông dặn dò một cái điều và có vẻ như nó hơi thừa bởi vì không biết khi nào ông ra khỏi tù và khi ông ra khỏi tù không biết ông có thực hiện được ngay liền cái chuyến hành trình của mình hay không. Nhưng ẩn ý ở trong câu kinh thánh này có nghĩa là khi có điều kiện Khi không còn bị giam cầm nữa Một trong những điều ông làm đó Chính là ông sẽ tới nhà Philemon Và đương nhiên khi ông tới Chắc chắn ông sẽ biết được Đó chính là Philemon có thực hiện Theo như những gì mà ông nài xin Ở trong bức thư này Philemon có sẵn sàng để tha thứ Cho cái người tôi tớ của mình Là Onesim hay không Chúng ta cũng không biết sứ đồ Phaolô có thực hiện cái hành trình đó hay không. Nhưng có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn. Đó chính là tác giả thực sự của của cái bức thư này là Đức Chúa Giêsu. Sẽ có một ngày mà chúng ta sẽ đối diện với Ngài mặt đối mặt. Sẽ có một ngày mà mỗi người trong chúng ta sẽ phải ứng hầu trước mặt Đức Thầy của mình là Đức Chúa Giêsu. Và rồi chúng ta sẽ phải công khai liệu chúng ta có bày tỏ sự tha thứ, liệu chúng ta có bày tỏ tình yêu thương như những gì mà Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ bằng chính cuộc đời của Ngài và như những gì mà Ngài mong muốn, mỗi người xưng mình là con cái là tôi tớ của Chúa cũng phải bày tỏ tình yêu thương và sự tha thứ đó cho những anh em đồng loại của mình. Phao-lô có thể không thực hiện được hành trình đó. Phaolô có thể đã không có cái cuộc hội ngộ giữa ông với lại Philemon nhưng chắc chắn mỗi người trong chúng ta sẽ có cuộc hội ngộ, có sẽ có cuộc gặp gỡ, sự trùng phùng mặt đối mặt giữa Đức Chúa Giêsu cứu chúa của chúng ta với lại mỗi cá nhân của mình. Hy vọng rằng chúng ta sẽ rút ra được bài học quan trọng về sự tha thứ và để rồi chúng ta biết áp dụng sự tha thứ, sự cảm thông và sự yêu thương đó trong những cái mối quan hệ giữa chúng ta với lại những anh em đồng loại của mình, giữa chúng ta với lại những anh chị em ở trong hội thánh, ở trong nhà của Đức Chúa Trời và khi chúng ta làm vậy thì cuộc sống của chúng ta mỗi ngày là một cái sự phản ánh về tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Nhân loại có thể nghe nói nhiều về tình yêu thương của Chúa. Có thể rất nhiều người tội tội nhân đã được mời gọi hãy đến với Chúa để đón nhận sự tha thứ vô lượng từ Đức Chúa trời. Nhưng chỉ khi họ thấy được điều đó thể hiện một cách rõ ràng qua đời sống của chúng ta, nó mới là một sự đảm bảo để cho những người chưa tin kia họ mới mạnh dạng đến với lại cứu chúa của chúng ta. Và mỗi người, mỗi quý ông, bà, anh chị em cũng như chính mình tôi mới góp phần vào trong việc để bày tỏ tình yêu thương và sự tha thứ này cho những người khác. Amen.